những chuyện luân hồi kỳ lạ Không hơn không kém một xu Cách đây mấy mươi năm ở Thủ Đức Có một nữ Phật tử tu tài gia Vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành Trọng Phật kính tăng Nên các sư thường đến ghé thăm Có khi được mời nghỉ đêm tại nhà Thời đó ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng Tuy cô đã thọ huy giới Nhưng chưa hiểu rõ về đạo Nên trong nhà cũng có nuôi heo Để thêm rộng rãi cho cuộc sống khi nọ có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô. Nửa đêm chợt thức giấc nghe tiếng động dưới bộ dáng mình nằm và có giọng nói nho nhỏ rằng Tụi bay không biết chứ tao tên là Nguyễn Thị Hòa bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền nên phải đầu thai ra thân xúc vật để trả nợ. Hòa thượng nghe xong lấy làm lạ sẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống nhìn xem thì thấy một heo nái nói chuyện với 12 heo con đang bú sáng ra hòa thượng hỏi người tính nữ lúc trước có cô nguyễn thị hòa thiếu cô một số tiền như thế có phải không dạ thưa đúng như vậy nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời nên con kể như bỏ luôn ủa mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết ở nhà con cũng không hay tại sao thầy lại hiểu rõ ra như vậy hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại tôi chủ nhà cả kinh, dội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con. Thì thêm một việc lạ, số tiền thu được đúng với số tiền cô Nguyễn Thị Hòa đã thiếu mình khi trước, không hơn một xu, không kém một xu. Trải qua sự này, cô tính nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia vi tự thành ra ngôi chùa Phước Trường hiện giờ tại chùa này hiện nay linh vị thờ cô vẫn còn tiền đức đã bảo Súc sanh bản thị nhân lai tố nhân xúc luân hồi cổ đáo kim nghĩa là súc sanh kia trước là người xưa nay người xúc luân hồi đổi thay việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy thuộc theo lời thượng tọa thanh từ khi thượng tọa đến diễn giảng và thăm chùa Phước Trường ở Thủ Đức. Tình chấp uyên ương Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một dịp lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng khi hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc hãy còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi dội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu, nhem nhuốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình có đổ dũng khí để mà vung tay tắt mạnh vào mặt nữ quỷ tôi đánh đến nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi. Nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đang bị trúng tà để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy, làm phép trục quỷ. Nhưng chẳng ăn nhầm gì. quan nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật. Khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật Pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lầm vào cảnh bệnh nặng cần lương y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Vậy là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh địa tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ địa tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ thấy nữ quỷ hiện ra khóc lóc kể lễ về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó, cô đã treo cổ từ dần chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông, nhưng lòng rất uất phiền. Bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tin di tinh té ra là tại con quỷ cái này đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi tôi nhất quyết không nhận bộ biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình nên tôi canh chừng hễ gần giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm phật um sùm lên do trường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào lúc nửa đêm để niệm phật hộ vệ chồng sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy Mất hai năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ mẫn này mãi xem ra tôi chịu hết thấu, do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim tôi càng kéo dài khó thể sống an thế là đầu xuân hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng tư này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước lần này ả nhập thẳng vào chồng tôi hung dữ muốn giết tôi thú thực là mấy năm nay cùng ả chiến đấu ròng rã tôi đã quá đuối, mệt lẫn thương tâm. Nên ngay giây phút cận kề cứ tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ, thôi thì cam nhận một đau của ả để kết thúc hết mọi ân oán. Chỉ mong ngày đây được giáng sinh cực lạc, rủ bỏ hết nỗi sầu đau. Ngày lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình. Qua đôi tay của chồng tôi, thì bóng nghe ken một tiếng, quả ra nữ quỷ đã ném vào xuống đất và rầu rĩ nói: giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục, thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát hùng, tôi túm lấy xác thân chồng tôi, đang toàn hồn nữ quỷ gá ở bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là câu sống không được. Đồ chết không xong Bị muộn phiên thành tâm tư quá sức Tôi chỉ còn một cách là Đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đấy Kết quả à Sau đó đêm nào con quỷ cái Cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu Nó khóc kể rùm ben bên tay tôi than rằng Trong chùa có thần hộ pháp canh giữ Tôi không cách chi vào được Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức Tôi chẳng tài nào ngủ được Cuối cùng tôi đành năng nỉ, thỉnh con sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập đàn siêu độ cho nữ quỷ giùm Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, như vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi Pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thua thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi nhìn rõ mồng một những gì xảy ra trong đời quá khứ tháo gỡ được gút mắt cho cả ba hai người một quỷ chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau đôi chim uyên ương nhiều kiếp rất lâu xa về trước có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngộ nơi một cái hồ thanh vắng có một thằng bé hay tới hồ chơi và phát hiện ra đôi chim này nó thường đem thức ăn đến cho chúng trải qua một thời gian dài ngày nọ khi tới hồ chơi thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn buồn rầu chẳng thấy con mái đâu thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quất con chim mái bay xa thằng bé chẳng biết làm sao đành mang thức ăn tới ăn ủi con chim trống nhưng chim trống vẫn cúi rũ không thèm động đậy hôm sau thằng bé ra thăm chim trống nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì mấy ngày sau chim trống chết đi thằng bé rất buồn đành mang chim trống đi chôn từ đó nó cũng không ra hồ chơi nữa uyên ương đầu thai thời gian qua nhanh thẩm thoát đã mấy trăm năm đôi chim uyên ương luân hồi dần xoay cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đồ thai làm nam, chim mái đồ thai làm nữ và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình kháng khít. Ngày nọ người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội tới nỗi cô giàu nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng Nên nữ quỷ này một mực đi tìm Lan Quân Trong ngút ngàn thống khổ Qua từng lần, từng lần luân hồi lục đạo Mãi cho đến mấy trăm năm sau Là đời hiện tại đây Người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân Còn tôi chính là thằng bé thỏa xưa Từng cho đôi uyên ương ăn Kiếp này đã mang thân nữ do nhân duyên chính mùi tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo nhau giờ mới biết rõ chân tướng liên quan té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành bi hài kịch dưới vật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm này, tôi rút ra được mấy điều hay, xin lược ghi để chia sẻ cùng mọi người. một Ăn chay được nhiều lợi ích Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Bệnh nặng dễ chữa Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu Giảm đến không còn lực miễn dịch Nhà trường trai phối hợp với điều trị Vừa tốn tiền ít Lại được lành bệnh Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường Bác sĩ khen Quả là kỳ tích Phút báo tăng thêm Từ khi tôi ăn chay rồi Một bề không công tác Chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống nhưng lại có tiền dư để dành sống nhàn nhã bởi người ăn chay ít bị bệnh mà dẫu có dướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành đồ chay lại rất rẻ hàng ngày hai vợ chồng tôi ăn không hết 10 đồng tiêu nghiệp chướng người ăn chay không có kết oán cùng chúng sinh nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn tu hành ít bị chướng ngại được trẻ quá tôi năm nay ba mươi tuổi nhờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế mười tuổi các nữ sinh ưa trẻ đẹp thì hãy ăn chay nhé hai nghịch duyên cũng là phúc hồi đầu tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là quá xui xẻo quá bất hạnh vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền nhưng chính nhờ đây mà tôi thấm thía nỗi khổ ái biệt ly và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi do nữ quỷ này quấy phá liên tục khiến cuộc sống chúng tôi cực kỳ thống khổ ả à, đã ép ngặt và thúc đẩy khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước vào con đường học phật còn nữa nhân vì nữ quỷ hằng ngày xuất hiện khiến tôi ngày nào cũng phải niệm phật ngót mười mấy tiếng đồng hồ Mỗi ngày ít nhất phải niệm 5 dạng hiệu Tức 50.000 trở lên Tôi kiên trì như thế suốt 3 năm Nhờ vậy mà đại môn của thế giới cực lạc Đã mở rộng trước mắt tôi Kết cuộc thế này đúng là quà tặng Dù tôi có dùng lắm ngôn từ Cũng không sao diễn tả hết được Cho nên lúc nghịch duyên xuất hiện Cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành giống như người bị cọp giữ rượt đuổi sát mông đương nhiên phải chạy bán mạng lo tu chí chết ba niệm phật hay tuyệt vời con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái do bị nữ quỷ ép ngặt nên lúc nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành vì muốn mau mau thoát khỏi con quỷ cái này điều ả đi xa nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện. Thỏa mới bắt đầu tu, trước tiên tôi tụng kinh niệm chú, buổi khuya tụng chú lăng nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và ba biến chú Đại Bi, tối còn tụng một bộ kinh Địa Tạng nữa. Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi giống là kẻ vô thần do bị quỷ phá mà biến thành tín đồ mang đạo phải tu rục ngày tháng tụng niệm như vậy tôi kiên trì thực hành mới gần một năm thì vào buổi sáng nọ tôi tụng kinh về đến hồi hướng thì bị nữ quỷ che kinh quấy nhiễu khiến tôi rất buồn và lẫn tuyệt vọng nữa vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú thực ra không phải kinh chú không linh mà do tôi mới hành trì tâm còn đầy tán loạn tham sân si nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được nhưng lúc đó tôi mất niềm tin lo tìm phương cách mới vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi quang sơn chung quanh có mười mấy ngôi mộ ở đó suốt sáu tháng ròng chuyên tu tính tọa quán tưởng lần đầu tiên tu quán chúng tự quán vô lượng thọ kinh Hãy mặt trời mọc thì ngồi quán khi hoàng hôn buông thì ngồi tĩnh tọa hai tiếng nhìn trời lặng. Ban ngày rảnh thì niệm Phật. Quán được mấy tháng, chẳng thu chút kết quả nào. Đã dạy còn tu lạc. Bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen. Căn bản là do thực hành không đến. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh càng lúc càng tợn. Và tôi nhìn thấy quỷ mỗi lúc càng rõ hơn. Chúng tôi rắn tu chừng nửa năm thì chịu hết nổi. Cuối cùng đành phải cuốn gói thu cờ quay về. Tụng kinh chú tỉnh tọa quán tưởng gần hai năm, xem ra chẳng ổn. Tôi bèn thử thí nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu Phật a di đà và bỗng phát hiện ra. hàng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy, dốc tâm chí thành niệm Phật thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường. Ngược lại còn biến mất tâm, không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ, khoảng 8 giờ tối tôi đi tản bộ, vừa bước vừa niệm rất bình an. Có khi gặp quỷ thì cũng thấy chúng lui vào hai bên lề đường, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật, thánh hiệu hiện tiền khiến quỷ tùng kính lui xa. Thật ra cũng nhà thời gian kiên trì, tu rỉ tu ruột ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí chúng tôi quen dần với Phật Pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. Tháng 3 năm 2010, tôi gặp và nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo, càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu. Mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều. Nhờ tinh sâu và nguyện lực Phật A-di-đà từ bi nhiếp thọ. Thầm nghĩ, nếu mình ra công niệm chuyên nhất, chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc. Giàu quá khổ mới khát khao mong được giải thoát ngay trong đời này. Vì vậy mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà chúng tôi dốc lòng niệm danh Phật trong mọi thời khắc đi đứng ngồi nằm bất kể thời gian bao lâu cứ niệm chuyên nhất không rời ráng tạo nghiệp chánh định thông qua thời gian dài hành trì niệm phật chuyển biến lớn đà hiển hiện thấy rõ nhất là nơi chồng tôi anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ mặt bị ám đen từ lúc anh biết nhiếp tâm tu kiên trì niệm phật chuyên nhất rồi thì đêm ngủ bắt đầu an lành Trạng huống thân thể cũng bắt đầu hồi phục bình thường Mặc hết xám đen mà trở nên rạng rỡ Ngày xưa lúc mới tu Hãy anh giờ niệm Phật là xin buồn ngủ Nhưng hiện nay có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật Mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được giảng sinh cực lạc Nhưng ả à, cũng không còn có thể đến gần quấy nhiễu Chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh được nữa À, cũng hết tìm tôi quấy rầy và tôi phát hiện những dướng mắt luyến ái trong lòng mình cũng phai nhạt đi. Tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước. Xin phó thác tất cả cho Phật xếp đặt an bài. Nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc. Khi mới đến với Phật giáo, tôi tự tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng nếu gốc tâm chuyên niệm ắt được giảng sinh do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu niệm phật sau đó còn tích cực giới thiệu mọi người pháp môn này cũng nhờ niệm phật chuyên nhất mà tôi được phật lực gia trì khiến tâm tư mở sáng hiểu rõ nhân quả ba đời của ngàn năm nhớ được tiền kiếp cả ba đứa tôi cũng từng được thấy thánh dung phật a di đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương. Tất cả đều nhờ uy đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. Xin chia sẻ mọi người câu chuyện của tôi. Mong quý vị xem xong đều được lợi ích. Thưa Ngọc, ngày 11 tháng 4 năm 2011 Lời người dịch Có lẽ do quá xúc động nên người viết cứ nhắc tới lập lui, kể thuật lộn xộn Tôi đã ráng sắp xếp để dịch cho có thứ tự dễ hiểu. Nếu còn chỗ nào khó tiếp thu, mong độc giả lượng thứ, vì khả năng của tôi có giới hạn. Chỉ mong người xem thu được lợi ích, thì đó là phần thưởng lớn cho dịch giả. Những quan chức ác ôn, vì sao thần linh không xử lý được? Tối hôm đó, tại nhà ông Tiều Lên Sát, người chuyên cho thần tài nhập xác đoán chuyện gác hôn sau khi tôi a toàn mt còn gọi là thầy Toan, và cậu chó po ngồi lại nói chuyện giảng với chủ nhà chờ cho những người hàng xóm của ông ra về ông tiều mới đóng cửa lại và ngồi xuống trước bàn thờ thần tài thắp nhang và lâm râm niệm chú khác giới ở dòng giữa ngoài chợ hoặc những nhà ở trong vùng quận đó khi người ta muốn cầu thần tài về nhập xác cho số thì họ phải kiếm một cậu bé ngồi làm xác rồi mọi người ngồi chung quanh cùng nhau đọc chú khoảng trên 10 lần thì thần mới nhập về còn ông tiều thì là người đã được ông thần hoàng địa phương chọn và tự nhập vào cho nên bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm hễ ông tiều muốn thần hoàng hay thần tài về thì ông tiều chỉ cần thắp nhang niệm chú cầu thần là được ngay Lúc đó trời đã khuya, mọi người trong nhà đều vào buồn ngủ, phòng ngoài chỉ còn ba anh em chúng tôi và ông Tiều. Sau khi thần nhập vào ông Tiều, thần vừa lắc lư thân mình vừa cười ha hả sang sảng. Tôi liền hỏi: "Thưa thần, tôi có một chuyện quan trọng mà bản thân đang thực hiện, xin hỏi là có được thành công hay không?" Thần liền bấm bấm mấy ngón tay như kiểu bấm độn, rồi lắc đầu nói: chuyện này chưa được đâu nhà ngươi sẽ di chuyển nhiều nhưng không đi được xa và cũng không gặp gì nguy hiểm cả nghe vậy trong lòng tôi bỗng thoáng buồn vì lúc đó lặn lội từ sài gòn xuống vùng gian biển này mục đích của mình là tìm đường cứu nước ổ lộn tìm đường dược biên mà bây giờ ông thần tài lại nói câu không đi được xa như vậy là chuyện dược biên thất bại tuy buồn thì buồn nhưng cái bản tính luôn tự tin vào câu tận nhân lực tri thiên mạng nên tôi vẫn bình tĩnh thản nhiên hỏi tiếp thưa thần thời gian trước ở ngoài chợ tôi đã gặp thần trong xác của một thằng nhỏ sau này gặp thần ở đây trong xác của ông tiều mà tôi biết ngoài chợ cũng như tại đây có rất nhiều nhà khoảng chập chiều tối là cầu thần tài lên xác để xin số người ta cầu thần tài cùng một lúc mà chỗ nào cũng có thần tài nhập về như vậy làm sao chính ông có thể ở khắp nơi trong cùng một thời gian mà cho số? Hay là ai đã nhập về xác mà xưng là thần tài vậy? Tôi vừa dứt lời thì ông thần tài bật cười lên ha hả. Ông đáp. Từ trước nay, người dân hỏi ta đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng có ai hỏi như nhà ngươi. theo hỏi lắm, theo hỏi lắm. Ha 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 Ta nói cho nhà ngươi biết. Thần tài chúng ta có đến năm anh em, ta đây là anh cả và anh em ta ai ai cũng có phép phân thân nên cùng một lúc có thể xuất hiện ở các nơi khác nhau hơn nữa thí dụ như ta đang nhập vào xác ở đây và bốn em khác của ta cũng đang nhập vào xác ở nơi khác cùng lúc ngoài chợ một nhóm người lại đang cầu khẩn ta nếu ta thấy chuyện không khẩn cấp thì xong việc ở đây ta mới biến thân nhập vào nơi cầu khẩn ở chợ sao đó là tại sao có những nơi Người ta cứ phải đọc chú thỉnh cầu ta nhiều lần Rồi mới thấy ta về Nghe vậy tôi liền xá ông thần tài một xá Rồi hỏi tiếp Hay quá Cảm ơn thầy đã giảng nghĩa Chuyện mà tôi cứ thắc mắc hoài Nhưng tôi vẫn không rõ lắm về chuyện Thần cho số trong nhà anh lập ngoài chợ Rồi thần lại nhập về đây nữa Khoảng cách từ chợ đến đây gần 20 số Tôi cứ tưởng là mỗi nhà đều có năm ông thần tài riêng. Sao mà thần lại ở hai nơi như vậy? Thần tài lại cười rộ lên và dạ đáp. Hỏi hay lắm, hay lắm. Ở đây, dân chúng khi cầu thấy ta nhập về, họ đều gọi là tùa côn. Nghĩa là ông thần anh cả, trong năm anh em thần tài. Chứ chưa có ai hỏi ta tỉ mỉ như nhà ngươi. Nên sẵn đây, ta nói cho các người biết ta là thần coi việc tài chánh của cả cái quyền này đó, chứ không phải ở riêng trong một căn nhà nào cả. Nghe thần nói, tôi cảm thấy càng thích thú thêm về thông tin của một thế giới khác, nên tôi hỏi tiếp. Thần nói thần coi cả một quyền, như vậy thần hẳn phải có nhiều quyền năng lắm, cũng như có nhiều phép thần thông, nên mới biết được những con số sẽ sổ ra từ những thành phố xa xôi. Tôi không biết thần có thể làm được những chuyện tàu lạ. Ủa lộn, Chuyện lạ khác không? Thần cười ha hả hỏi tôi Và người muốn hỏi chuyện lạ khác là chuyện gì? Tôi biết có một tên trưởng công an Giết người dược biên hàng loạt Rồi trông sát ở gian biển Hắn khi nhậu xỉn Còn khoe nguyên một cọng dây thắt lưng Bằng vàng 24k Của người đi dược biên làm dấu định đem theo Đã bị hắn lấy và đeo trong lưng Nên tôi nói Tôi biết một người là trưởng công an Mà người này ác quá Hắn cướp của giết nhiều người Vậy thần có thể Bẻ cổ hắn được không Nghe tôi hỏi Thần trợn mắt lên và đáp Nó lớn hơn tao Nên làm sao tao bẻ cổ nó được Quá ngạc nhiên khi nghe thần nói như vậy Nên tôi hỏi tiếp Bạch thần Còn thấy ngài thần thông quảng đại Còn tin trưởng công an Hắn xuất thân là thằng chăn trâu Rốt nát học có lớp 1, lớp 2, biết đọc biết viết sơ sài, chỉ có một ngón tay biết nhéo cò súng giết người mà thôi. Nhờ theo cách mạng lâu năm mới trở nên quan. Như vậy làm sao mà nó lại lớn hơn thần được chứ? Thần cười ha hả, đáp. Nhà dạ, ngươi chưa hiểu, hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Nghe dạ đây, bất cứ ai trong kiếp này, cho dù dốt nát, cho dù tàn ác, nhưng họ vẫn giàu vẫn sung sướng là vì từ đời đời kiếp trước họ đã làm được những điều phước đức gì đó nên kiếp này họ được hưởng những phước báu đó ví như ai đó trồng lúa thì sáu tháng sau có lúa có gạo mà ăn ăn hết mà không trồng lại lúa thì chỉ còn ăn cỏ và với những người giàu có như vậy có nhiều phần ta hơn họ nhưng những người mà hiện tại đang làm quan thì do họ cũng gây được nhiều phúc phận để sau này có thể làm quan từ nhiều đời trước. Mà khi đã làm quan, cho dù nó dốt như thằng chăn trâu, thì cái chức quan ở giường thế luôn luôn cao hơn chức quan của ta. Có thể vị thần tài này chức tước chưa có lớn lắm trong số các vị thần trong siêu hình. Do đó, ta mới nói nó lớn hơn ta Và ta không thể làm gì nó được Nhất là thời buổi này Sau bò lên làm người Cho nên có rất nhiều người dốt nát Mà được chức cao trọng vọng Nhưng quy luật tuần hoàng Bây giờ âm thịnh dương suy Nên người dốt làm quan Mà quỷ xuất hiện Ngập ám người nơi nơi Chùa chiên đổ nát Sư sãi lang thang Nhân dần đói khổ Không bao lâu sau nữa từ từ sẽ đến thời âm suy dương thịnh lúc đó xoay dần lại chùa sẽ mọc lên như nấm hết cấm chợ nhân dân sống khá hơn sau rồi đến nhiều người có tâm huyết tài giỏi xuất hiện làm quan lúc đó mới thực sự là tốt con cái tên trưởng công an mà ngươi nói là ai ta đã biết tuy rằng bây giờ ta không làm được gì nó nhưng chính nó hại nó mà thôi vì quá tàn ác nên nó đã tự làm giảm thiểu tuổi thọ hơn nữa những người đầu thai về làm con của nó cũng là những kẻ bất nhân cho nên không bao lâu nó sẽ đền tội ác nói một hơi đến đây thần lắc đầu chắc lưỡi rồi không cho tôi kịp hỏi thêm gì thần tiếp ta đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều rồi ta thành đây ha 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 thân thăng một cách đột ngột khiến tôi vừa ngẩn ngờ vừa tiếc là không được hỏi thêm nữa để biết nhiều hơn về một thế giới ẩn nhưng vẫn tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình từ lúc gặp ông thần tài chuyện ông cho trúng số bằng kiểu viết cho số một cách bí ẩn thần kỳ đã làm tôi phục lăng chỉ có một điều mà tôi không bao giờ tưởng được là khi một người đang làm quan ở dương thế thì người đó có khi còn lớn hơn một số thần trong cõi âm nữa. Thế cho nên ta thấy những tên quan ngu xuẩn, tàn ác, hèn với giặc, ác với dân mà vẫn sống phay phay giàu có, chỉ vì họ đang hưởng những phúc báu của kiếp trước mà thôi. Tôi cứ ngẫm nghĩ, rồi lại nhớ đến những đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy trong trường bộ kinh. Tôi nhớ mang máng là Có những người nhờ tạo phước báo nên chết đi được người thờ cúng có những người được sanh trở lại làm thần, làm thánh, nhưng chỉ trong thời gian nào đó, khi phước báo hết thì họ vẫn phải tái sanh lại làm người. Hơn nữa, chính miệng thần đã nói, nhà ngươi chưa hiểu hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Như vậy, ông thần tài đã gián tiếp công nhận Đức Phật là có thật và luật nhân quả của Đức Phật dạy là chuẩn xác. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy sáng ra thêm được nhiều điều mà hôm nay ngồi viết lại kể ra qua ký ức. Tôi càng có cảm tưởng như ngày nào được ngồi đối thoại với ông thần tài mà nghĩ như là một giấc mơ chỉ mới thoáng qua thôi. Những lời tiên đoán của ông đã đúng. Tên trưởng công an ác ôn đó không bao lâu lâm bệnh mà chết yểu. Gia tài bị con cái phá tán và đàn con cũng tàn mạc không ra gì cả. Trích hồi ký A à, Toan MT Thời kỳ sau năm 1975 Chuyện Anh Ca Đây là câu chuyện có thật Xảy ra cho anh Ca Bệnh nhân của tôi Anh Khôi Ngô Tuấn Tú Khoảng 36 tuổi Làm việc tại ngân hàng Sinh hoạt giàu có Tiền bạc dư xài rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trầm hút tinh khí anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nên không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh những người có ý nghĩ không thường khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh, và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân để tìm ra nguyên nhân căn bệnh hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau tôi hỏi có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn đúng vậy nhưng bao lần định tiến tới được chẳng thành không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi mà là do bên nhà gái không chịu cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dỡ tan từ tháng 8 năm ngoái đến nay anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hễ ngủ là thường di tinh. Có phải vậy không? Dân, tôi còn có cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình kích dục. Thế là tôi không kiềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy, thấy mệt mỏi vô cùng, Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh Cùng nữ lang kia nữa Mà trước tiên Cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh Thì bảo gì tôi cũng nghe theo Tôi nói Bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực Có phải anh từng lừa gạt tình cảm một cô gái Thời gian đại khái Vào lúc anh ở trong quân ngủ Dạ Quả có chuyện này Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ Làm trong ban truyền tin Do không bận rộn lắm Nên hay đến chủ nhật Thì tôi xem phim, dạo chơi Qua bạn bè giới thiệu Tôi quen một cô gái giàu dù thân thiết Thường hẹn họ cùng nhau Ngày nọ Máu nóng trào dân Dầm tầm khó kềm Tôi liền gặp cô ta Nói rằng Anh thật lòng yêu và rất muốn cưới em Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai Nghe cô báo tin tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai Bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi Nhưng trước đêm tôi quay về Cô ta nói Nội trong ba tháng mà anh chẳng đến cưới em Thì em sẽ tự sát rồi tìm anh Đến này thì chớp mắt đã mười năm trôi qua Tôi cũng vì chuyện này mà luôn thấp thỏm không an nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ với người trong nhà Vì muốn giữ thể diện cho mình Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh Nhưng do ồ mối lo này Nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng Đúng vậy Hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi Xin hãy cứu tôi Tôi hiện rất thống khổ Thực ra cô gái đó không có chết Tuy cô có tự sát Nhưng không thành công Hiện nay cô đã lấy chồng rồi Nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phấn hận cực mạnh Và không ngừng phóng oán khí tới anh Tư tưởng này tuy vô hình Nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh Và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh Thêm do đó Anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải Chẳng hề biết ăn năn sắp hối Cho nên oán khí của cô Luôn bao phủ lên anh không tan Muốn trị lành bệnh rất đơn giản anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu Mà sau khi về nhà Trước tiên anh phải phát tâm sám hối quy trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm Không được che giấu bất cứ điều gì Phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra Nguyện từ đây là một người tốt Sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần Còn nữa Anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện Nghiêm trì giới luật Hành thiện Sống lành Tụng kinh địa tạng hồi hướng cho cô gái và dòng thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, bệnh sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hạnh thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, giúp tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật Oán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại Không nên xem thường Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi Chứ nếu anh hại nhiều người Ác báo sẽ kinh khủng hơn Tùy theo phúc đức thọ mệnh của anh nhiều ít Mà trả báo mau hay chậm Do vậy mà có kẻ hại nhiều người Nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay Còn anh đang yên đang lành Khi không gieo tội Khiến người phước tổn nghiệp dày Bây giờ hãy lo sửa lỗi đổi mới nghiêm túc hoàn thiện mình. Dân, sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rầy phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xích, hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói chà ngày cái dịp này mà ngài cũng biết hết quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen nhất định tôi sẽ sửa tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm sau khi anh về nhà quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ cơ hồ khiến anh mất tính tâm tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi, oán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Tòa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết tự nhận tội, xiên sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích. Phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tính, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dầm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị oán khiến nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm tinh thần anh bất an, không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tính, bất nhân, ta tâm túng nhục vô sĩ, không biết hối cải nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm úy nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm dinh thân khẩu ý thanh khiết tuyệt đối không được khởi tà tư phóng túng nhâm loạn đa tình báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác cổ nhân đã mô tả tà dâm như sau hễ thấy mỹ nữ bất kể là họ có gia đình hay chưa thì lòng liền khởi tâm dâm chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình đây là ma tầm Ma tâm giống thiên biến dạng quá Nhất là người thời nay Tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục Sống phóng túng Có lắm bạn tình Thích ngoại tình sống thử Quan hệ lung tung Cảnh yêu lệch lạc như thế này Chỗ nào cũng có Tầm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương Cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục Chẳng chút kiên dè Do tật xấu không sửa đổi Nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giác, tự khắc chế mình. Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc lộc quyền. Xin hãy cẩn thận. Bác sĩ Hoàng sưu tập da thịt. Chuyện này do chị Nga kể lại tại sân thượng Việt Nam Phật Quốc Tự vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Chị làm việc trong một bệnh viện ở Hà Nội. Chị nhớ rất rõ, có một vị bác sĩ tờ rất nổi tiếng. Vị bác sĩ này chuyên ghép da mặt người này sang người khác rất thành công. Ông hay có thói quen là rất thích đi lột da của các kẻ sơ sinh đã chết hoặc những người đã chết Ông cẩm thuốc rồi đem vào phòng lạnh Để khi nào có người cần thì ông ghép Nhưng phải trả cho ông một số tiền đắt đỏ Nhờ vậy ông có rất nhiều tiền Và nhiều người biết đến Không những ở Việt Nam Mà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới Gia đình ông sống rất hạnh phúc Ông có một đứa con gái Vừa đẹp lại thông minh Cũng nổi tiếng ở Hà Nội Lúc cô bé mới 13 tuổi Chưa biết yêu là gì Vậy mà không biết bao nhiêu chàng trai lớn nhỏ săn đuổi tán tỉnh và chọc ghẹo. Một hôm trên đường đi học về, cô bị một đám thanh thiếu niên chặn đường kêu ghẹo. Cô hốt quảng định bỏ chạy, thì trong đám có một thanh niên tạt vào mặt cô một chai axit. Cô đau đớn bỏ luôn tập sách ngoài đường, chạy khắp nơi trong làng kêu cứu. Dân làng nghe tiếng cầu cứu, rồi chạy tới xem, thì bọn thanh thiếu niên kia đã trốn đi đâu hết. Thấy vậy, bà con dân làng gọi xe đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu vào phòng cấp cứu các y tá nhân viên làm trong bệnh viện mới phát hiện đó là đứa con gái duy nhất của vị bác sĩ tờ đang nổi tiếng ở hà nội cho nên tất cả nhân viên bác sĩ chăm sóc cô bé rất tận tình sau đó thì gọi điện báo tin cho vị bác sĩ đó biết khi ông đến nơi thấy con gái mình bị phỏng quá nặng ông chết lặng cả người Lập tức ông đưa con mình vào phòng đặc biệt Đem những tấm da tốt nhất mà ông gìn giữ từ lâu Để ghép cho con gái mình Vì cái ghép không thành công lắm Vì có chỗ ghép được Còn có chỗ không thành Thế là ông đưa con gái mình đến những bệnh viện Âu Mỹ Để chữa trị Mất rất nhiều thời gian và tiền của Nhưng con gái ông không thể bình phục được như xưa Nhất là tinh thần Cô bé sống trong nỗi sợ hãi Lo âu trầm mặt Hàng ngày cô bé phải gánh chịu từng cơn đau đớn do những nơi cái ghép da mới mà không biết là da của ai thay vào. Có thể nói, đó là một tai nạn to lớn đã đến với vị bác sĩ nổi tiếng ấy. Tạ kiến bán tam bảo Tôi có vị sư đệ tên Quả Trí ở Thượng Hải Mẹ chồng cô tin Phật mấy mươi năm Nhưng là người tà kiến Ngàn bướng khó độ Luôn luôn cho mình là đúng Lại hay ác khẩu Ưa phê bình nói lỗi người vào thời tà giáo Pháp Luân Công thịnh hành Bà biến thành đại tướng tiên phương Hâm hở gồm kinh sách tượng Phật trong nhà Đem thiêu hủy hết Và bắt đầu tuyên truyền tà giáo Phỉ bán Phật Pháp Nửa năm sau Miệng bà sinh ung bướu Phải mổ hai lần sau đó còn bị may cả hai mét miệng thường rỉ nước hôi dơ, nên thường dùng khăn lao mãi và phải mổ tới lần ba mổ rồi thì bệnh lại tái phát tiếp diễn mãi không lành khi tôi tới nhà quả trí thấy mặt bà đã nổi sắc xanh đen tuy thân không còn khỏe nhưng bà vẫn rất cố chấp ôm tà kiến mạnh mẽ hung hăng không chịu nghe ai khuyên tôi bảo quản trí hãy tụng kinh địa tạng giúp cho mẹ chồng bởi bà tạo ác quá nhiều hủy bán tam bảo giọng ngữ tà kiến tội khẩu nghiệp quá nặng bà lại hay sát sinh ăn thịt không nghe ai khuyên mạng của bà không còn thọ nữa mày là có con dâu tu theo chính pháp biết giúp bà nếu không chắc chắn bà sẽ đọa vào địa ngục a tỳ thọ khổ ngày 14 tháng 4 năm 2007 nghìn lẻ bảy quả trí gọi điện báo tin mẹ chồng cô mất ngay sáng hôm đó Thống khổ không thể tả Mặc dù với sự hướng dẫn của quả trí Cộng đồng gia quyến Dù không tin Phật Cũng ráng hộ niệm cho bà gần 2 tiếng Trong suốt quá trình niệm Phật Quả trí luôn quỳ cạnh mẹ chồng Cô thấy mặt bà đang biến tướng rất hung dữ Thầm đoán biết bà đi về nơi không tốt Vì đâu không dưng lại ghét một người trên đời này không có gì quý hơn sinh mạng Loài côn trùng còn ham sống sợ chết Huống chi là người Một người dù có tội ác tay trời Nhưng khi sắp chết Cũng tỏ lòng hối hận Ta phải thương xót cho người chịu hình Phải rời khỏi cha mẹ, vợ con Và biết bao nhiêu thân nhân khác Phải đau lòng trước cảnh sinh ly tử biệt này Nhìn thấy cánh này Chẳng lẽ không động lòng thương xót hay sao Vua Lương Võ Đế một hôm đi dạo ngoài thành, thấy một người bán dừa đứng giữa chợ chào bán với khách. Một người ăn mặc sang trọng đi tới trả giá rất cao. Thông thường thì có khách trả giá tốt như vậy, người ta sẽ niềm nở mà bán dội. Ấy vậy mà người bán dừa này trắng những không chịu bán, mà còn giận dữ đuổi mắng, cho rằng ông khách giàu này khinh khi mình. Ông khách thấy người bán dừa giận dữ vô cớ như thế, bèn bỏ đi, tiếp tục quan sát. Một lúc sau, Lương Võ Đế thấy một người ăn mặc lam lũ đi tới muốn mua dừa Người bán dưa thấy khách này đến, bèn tươi cười nói chuyện với khách như đã quen biết từ lâu. Được một lát cao hứng, người bán dưa lại còn tặng luôn trái dưa cho vị khách không quen biết mà không nhận lấy một đồng tiền nào. Lương Võ Đế cảm thấy kỳ lạ, bèn đem chuyện thấy được hỏi Hòa Thượng Chí Công. Là tác giả của bộ Lương Hoàng Sáng nổi tiếng. Hòa thượng Chí Công đáp Người ban dưa kiếp trước là một tên tử tù Khi bị đưa ra pháp trường hành hình Có một người thấy tên tử tù là tên đại ác trong làng Chẳng những không tỏ lòng thương xót Trong lòng còn oán ghét và chửi thầm Tôi ác như mày phải chết cho sớm Để khỏi hai người Và phải chết nhiều lần mới đúng Có một người khác Khi thấy tên tử tù sắp chết tỏ lòng thương hại và nghĩ thầm. Tuổi trẻ vậy mà sắp phải chịu cực hình. Tội nghiệp thật. Nếu được quan lớn giảm hình, biết đâu sau này sẽ biết ăn năn mà cải tà quy chính. Luân hồi qua nhiều kiếp, đến giờ tên tử tù khi xưa đầu thai thành người bán dưa. Người khách ăn mặc sang trọng chính là người đã chửi thầm tên tử tù. Còn người ăn mặc lam lũ là người đã tỏ lòng thương xót lạm bàn nhân quả là như thế Chi ly từng chút một chỉ là một ý nghĩ khởi lên trong tâm dù chỉ là một câu rủa thầm khi đó chẳng ảnh hưởng đến ai thế nhưng vẫn có quả báo của nó nó khiến cho con người xa cách nhau hơn thậm chí nó có thể khởi động cho một mối hận thù dai dẳng nhiều kiếp vì thế thay vì những ý niệm thù hằn trách móc chỉ làm tăng thêm hố sâu oán thù trên thế gian này chúng ta nên cố gắng nghĩ tốt thêm một ý nghĩ. Hãy cầu nguyện cho những người đang sai lầm được hết sai lầm, thay vì nguyện rủa họ. Thêm một giọt nước từ bi luôn luôn tốt hơn là trồng thêm một rừng thù hận. Thái Minh Thông Cách đây không lâu, tiên sinh Thái Minh Thông kể cho tôi nghe câu chuyện báo ứng có thực của gia đình ông Ông cố cổ Mình Thông rất giàu, điện sản phong nhiêu, nuôi trâu cày cấy. Hôm nọ, ông cố đang xỏ mũi con ngé, Nó đau quá nên tùng chân đá nhầm chỗ hiểm, làm chủ nhân dông mạng. Ông nội Mình Thông thấy ba mình chết thảm, nổi giận sung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ. Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, dội quỳ xuống giống lên đau khổ, mắt tuôn lệ đâm đìa, tỏ ý gian sinh chủ nhân đừng giết con mình nhưng ông nội minh thông cơn giận đang bốc cao khó kiềm chế nên cứ lệnh kỳ liên tục vào đầu con trâu nhỏ khiến máu chăn tung tóe và con nghé ngã xuống đất ông nội liền chặt chân tay nó keo thân thể lên cây trâu vẫn còn sống mà bị ông lột da xẻo từng miếng thịt hành hạ đến tận cùng do nông dân ở đây không ăn thịt trâu cho nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất để mặc cho nó ung thối sinh giòi con trầu bị hành hạ ngược đãi thống thiết Chịu cảnh đau đớn này kéo dài đến ba ngày sau mới tắt thở Sau đó ông nội Minh Thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình Người khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thương của mẹ Còn độc ác tàn nhẫn lộn da xẻo thịt Hành ta thống khổ ba ngày mới chết Ta nguyện sẽ báo thù Khiến ba đời dòng họ nhà ngươi sống chẳng an Phải chịu cảnh và phá nhân dông sau đó ông nội kết hôn sinh được một trai là phụ thân của minh thông thằng con mới được ba tuổi thì vợ ông mất ba năm sau ông nội tục quyền phụ thân minh thông trưởng thành kết hôn và sinh ra minh thông khi minh thông được ba tuổi thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất minh thông lên sáu tuổi thì phụ thân tục quyền tính ra cả hai đời họ thái đều phải sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngược đãi hiện tại ông nội bà nội cha mẹ minh thông đều đã qua đời minh thông sau khi kết hôn cũng sinh được hai con nhưng lúc con trai trưởng ba tuổi con thứ một tuổi thì tình cảm vợ chồng ông đang thấm thiết bỗng sinh chuyện phải xa nhau khi thằng con cả sáu tuổi thì ông ly hôn vợ cũ và cưới vợ mới hiện nay Thái Minh Hồng hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thương tích nặng, hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Người bình thường đi đường thì cẳng chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bước, nhưng riêng ông, mỗi lần đi đường do xương sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra nên đi đường hay bị va đập. Vì vậy mà phải mổ lấy xương đó ra. Không những thế, lúc ông phục vụ nơi quân ngũ, bỗng phát bệnh đau bụng, còn bị bác sĩ chẩn đoán lầm là Đau ruột dư phải mổ gấp. Nhưng lúc tìm thuốc, họ vô tình làm tổn thương thần kinh xương sống, khiến ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó thể đứng lâu. Sau khi giải ngủ, ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân. Hiện giờ do gắn trụ thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chưa hết, trước khi ngủ, ông luôn phải nhờ vợ cầm chùy đến nện vào chân mới ngủ được. Ngày nào cũng vậy. Minh Thông khẳng định Mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai Nên đầu mới bị đánh trọng thương Bụng còn bị mổ nhầm đau đớn Đêm nào cũng phải ném cảnh Cho chùy đập vào chân mới ngủ được Các hiện tượng này Đều là trả báo Năm nay Thái Minh Hồng 31 tuổi Nhờ tham dự Phật thất tu trì Mà được cảm ứng vi diệu Có thể nhớ ra tiền kiếp Và thuật lại cho tôi nghe Vì vậy quý vị không nên sát sinh phải phóng sinh và phát tâm từ giúp người bần khốn. Nếu biết hỗ trợ giúp mọi loài sống an, thì cuộc sống ta cũng được an. Sư Huệ Thâm kể, ngày 30 tháng 10 năm 1982, trích dịch tạp chí từ vân quyển 7. Không nên ăn cá Tôi là một phụ nữ ở Chiết Giang Đài Châu, năm nay 46 tuổi. Mười mấy năm nay, tôi thọ khổ tận cùng giống như sống trong địa ngục Trần gian Tôi biết là nghiệp chướng tức thế trổ, là oan gia trái chủ làm ra. Hai năm trước, do thấy tôi không kham nổi bao thống khổ dày vò, vì tôi dẫn tôi đi quy y tam bảo, pháp danh là pháp giao. Sau đó, tôi liên tục tổ chức ba đại lễ siêu độ cho oan gia trái chủ trong thân lẫn ngoài thân cầu họ giảng sinh lìa khổ được vui kể từ đó tất cả khổ nạn khác đều tiêu tan vì chỉ có đau đớn trên thân là không giảm mà còn tăng nghiêm trọng có lúc tôi đau như bị côn trùng rất cắn có lúc nhức như bị bò cạp chích hơn nữa các chỗ đầu đều nổi đỏ rất khó chịu mười mấy ngày trước mặt tôi nổi mụn đỏ nhức nhối, đầu đến không muốn sống. Thế là tôi quỳ trước tượng Phật A Di Đà trong nhà, lễ tu nhơ mưa, tôi khóc than với Phật. Kính thưa Phật A Di Đà, rốt cuộc là ngài có tồn tại hay không? Ngài có thấy trên mặt con nổi đầy mụn đỏ và đau đến không muốn sống? Cứ thế tôi vừa khóc vừa kể lễ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tối hôm sau, Tình cờ tôi biết được lão sư Trịnh Bá Đức đến Thượng Hải giảng pháp, hướng dẫn cách làm tiêu tội nghiệp. Tôi biết đây là Phật A Di Đà chỉ điểm. Thầm nghĩ, mình được cứu rồi. Thế là tôi cùng thân mẫu lập tức đến Thượng Hải tham dự khóa giảng của ngài. Đó là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2013. Tôi được phúc duyên bái kiến lão sư Trịnh Bá Đức và hiểu rõ đạo lý chúng sinh đồng thể trong phép hội các học viên khác đều thu được lợi ích có cảm ứng rõ ràng chỉ riêng tôi các nút đỏ trên mặt càng phát dữ tợn hơn tôi biết đây là chúng sinh oan già không đồng ý siêu độ trong số học viên có cô xuân đã đắc thiên nhãn cô bảo tôi tôi thấy trên thân chị có một con cá to đen rất có tính linh trên đầu nó có sừng dài con cá này khóc lóc, mách kể với cô Xuân rằng, giao kiếp quá khứ tôi đã từng ăn thịt nó, cả cái đầu nó cũng nhai luôn. Vì vậy mà tôi bị nó báo thù, khiến đầu óc đần độn không trí tuệ. Lòng căm hận phẫn nộ, khiến con cá vô phương đầu thai vào cõi người. Một bề theo tôi báo oán để hành hạ trường trị, khiến tôi chịu đủ thống khổ. Có lúc... Nó hành tôi đau đớn thống khổ đến không muốn sống. Con cá còn nói nó hành như vậy là nhẹ. Vì thấy mẹ tôi thành tâm ăn chay niệm Phật hơn 20 năm nay, nên nó mới nương tay, không báo thù dữ với tôi. Nhân vì con cá này rất ưa chánh pháp của Phật, nên nó cực kỳ tức giận mỗi khi nhìn thấy tôi vì đau đớn khó kham mà đi cầu bà môn tà đạo giúp đỡ cho. Những lúc đó nó đều dốc sức đẩy tôi quay về với Phật môn Cho dù con cá này chứng kiến vô lượng vô biên chúng sinh Và vô số quyến thuộc của nó Nhờ pháp hội siêu độ của lão sư Trịnh Mà được tiếp dẫn sang thế giới cực lạc Nhưng nó nhất quyết không chịu giảng sanh Cô Xuân liền hỏi con cá muốn ra điều kiện với tôi như thế nào Thì nó bảo rằng Dù tôi thành tâm sám hối vẫn chưa đủ và yêu cầu tôi phải thực hiện hai điều: một, từ nay đến vĩnh kiếp về sau mãi mãi không được ăn cá; hai, phải khuyên một trăm người không ăn cá. Tôi bản tính ngu si, vừa nghe như vậy liền nghĩ yêu cầu thứ nhất tôi làm được, nhưng điều thứ hai, tại sinh hoạt gian biển này tôi biết đi đâu mà khuyên cho đủ một trăm người không ăn cá đây? Lão sư Trịnh lập tức khuyên tôi nên viết bài đăng lên mạng. Làm thế không những khuyên được trăm mà có thể đến ngàn người, thậm chí ngàn ngàn dạng dạng người không ăn cá. tôi ngày đó liền chí thành sám hối phát nguyện. Xin đáp ứng hai điều kiện của con cá yêu cầu. Lão sư Trịnh từ bi lại vì tôi tiếp tục làm lễ siêu độ cho con cá nọ. Dù đánh con cháu và quyến thuộc của nó đều giảng sinh hết, nhưng nó vẫn phát biểu: Hiện giờ nó chưa muốn giảng sinh, xong sau, sau này sẽ không hành tôi nữa, nhưng nó muốn tiếp tục giám sát tôi một thời gian, xem tôi tu học thế nào, có chân thành sửa lỗi, môn hạnh có nhất như chăng, rồi sau đó nó sẽ bất ngờ ra đi mà không báo trước. Xin cảm tạ Phật A Di Đà, cảm tạ lão sư Trịnh. Cảm ơn con cá khoan hồng đại lượng đã từ bi tha thứ và đẩy tôi vào con đường học Phật tinh tấn. Xong pháp hội thì chứng bệnh của tôi có giảm bớt. Tuy nhiên tôi vẫn còn đang thọ tội, nên dù phải mang chút khổ nạn này, tôi cam lòng đền trả. Vì nghĩ rằng, so với thuở con cá bị tôi giết ăn đau đớn, thì nỗi đau này của tôi chỉ bằng một phần ngàn thống khổ mà nó phải chịu trong kiếp xa xưa. Chúng ta hãy nhìn xem, loài thủy tộc đang bơi lội tung tăng, ngao du tự do trong nước. Xong, thế nhân đã giăng lưới, câu móc, nổ thuốc, dùng đủ cách để bắt chúng lên, mà lóc da đánh vẫy mổ bụng, chặt đầu, mòi nội tạng, khiến chúng chảy máu đầm đìa, đau đớn vô kể. Ta giết chúng tàn nhẫn để chế biến đủ món ngon, thậm chí còn nướng sống ngay khi chúng đang nhảy dụa, ta hành hạ chúng đau đến tột cùng. Thù hận này, chúng há không ôm tận xương tủy ư. Hãy xem hiện nay, nhân gian dưỡng nuôi thủy sản, để chúng sống trong môi trường nước bẩn ô nhiễm, dùng thức ăn trộn toàn quá chất kích thích, thuốc tăng trưởng mau. Khi ta ăn chúng, chưa kể những ký sinh trùng, dung, lãi, dân dân, đều chuyển sang cư ngụ hết qua thân người, khiến con người thọ đủ bệnh tật bị thống khổ dày vò vì ác nghiệp sát sinh hãy nghĩ đến cảm giác hận thù những cơn đau mà loài vật phải chịu và thông cảm xót thương cho chúng phút giây này tôi dùng chính kinh nghiệm đau đớn của bản thân đã trải qua vừa rơi lệ vừa giết những dòng này khẩn cầu và xin khuyên quý vị từ nay đừng ăn cá nữa kể cả các con vật khác như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, chim, vân dân, cũng không nên ăn. Nghĩa là đừng ăn mặn nữa. Phật dạy, chúng sinh giống đồng nhất thể, đã từng là quyến thuộc con cái, cha mẹ lẫn nhau. Và bởi vì tất cả chúng sinh không ai muốn mình bị giết, ăn, bị sát hại, nên việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nguyện tất cả người và vật đều sống hài hòa thân ái an vui nguyện địa cầu này mãi tươi xanh trong lành nguyện môi trường chung quanh luôn được con người lưu tâm giữ gìn khiến cảnh vật luôn được tuyệt hảo với nước biết non xanh ưu mỹ nguyện tất cả chúng sinh đều sống hoan hỉ tu thành do tôi từng nếm trải kinh nghiệm bị oan gia báo thù hành hạ khổ như địa ngục nhân gian suốt mười mấy năm nên tôi chân thành khuyên các bạn. Xin đừng ăn cá, vì hiện thời bạn đang còn nhiều phút nên không thấy mình bị báo ứng gì. Nhưng một khi ác báo trổ thì rất khó kham, khó sống, và nỗi đau kia không ai có thể chịu thay cho bạn. Đây là bài học thống thiết mà tôi có được trong đời này. Pháp Giao Niệm Phật giúp người thân bình phục đột quỵ Hôm đó bố tôi bất ngờ bị đột quỵ Cả nhà tôi lập tức cuốn cồn Đưa bố vào bệnh viện hai 120 tiền giang Tôi còn nhớ đó là ngày 13 tháng 2 năm 2019 Dù tôi là con nuôi thôi Nhưng tình cảm bố mẹ dành cho tôi thì cũng không khác gì con ruột Và tôi cũng vậy Bố tôi tên Nguyễn Thành Đức hiện ở xã Giao Long, Giao Hòa, Bến Tre. Khi đưa vào cấp cứu thì bố khỏe lại, nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân là bố bị độc quỵ do bệnh tim hay do bệnh phổi. Nên bác sĩ chưa cho xuất viện và yêu cầu ở lại theo dõi. Tuy bố tôi đã khỏe hơn, nhưng bố nói có cảm giác là lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Mẹ tôi mới khuyên bố nên niệm Phật. Đến trưa ngày 18 tháng 2, bố tôi tự nhiên ngưng thở bác sĩ phải hồi sức đủ cách mà chỉ số nhịp tim vẫn dưới 20. Trong lúc bố được hồi sức thì ở ngoài mẹ vẫn bình tĩnh niệm danh hiệu Phật, hồi hướng công đức cho bố. Mười phút sau bố có nhịp tim lại và đi vào hôn mê sâu. Cả nhà lo lắng quá mới tiếp tóc đưa lên bệnh viện trên Sài Gòn. Bác sĩ ở bệnh viện Mỹ Tho bảo nếu có đưa lên Sài Gòn thì trên đường từ thành phố Mỹ Tho lên sợ chưa đến Long An là bố đã đi nhưng do nội ngoại hai bên xót con nên vẫn đưa bố lên Sài Gòn. Trên đường đi, mẹ vừa bóp bóng khí cho bố, vừa ghé tay bố niệm Phật cho bố nghe. Bảo bố không được đi vậy Nếu bố hết duyên kiếp thì hãy đi theo ánh sáng phía trước, nơi có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Còn nếu còn duyên thì trong tâm thức hãy niệm Phật theo mẹ. Cứ như vậy cho đến khi bố đến bệnh viện trên Sài Gòn. Đến Sài Gòn thì bác sĩ bảo Bố tôi chỉ còn 30% sự sống Đã vượt quá giờ vàng Và hôn mê sâu lắm rồi Mọi người vào thăm hỏi Ai cũng khóc Chỉ có mẹ và tôi bình tĩnh Và khuyên mọi người không nên khóc Và hãy cùng nhau niệm Phật Làm việc thiện hồi hướng cho bố Nếu số kiếp đã tận Thì mong bố nhờ vào trợ duyên niệm Phật Mà ra đi thanh thản Và mẹ cũng sẵn sàng tinh thần Chuẩn bị dọn nhà cửa Để lo hậu sự cho bố Vậy là cả nhà cùng ra sức niệm Phật Nhất là mẹ tôi Mẹ niệm tha thiết Chí thành không biết mệt Cứ thế cho đến sáng hôm sau Thật bất ngờ Khi vào lau người cho bố Thì bố đã tỉnh lại Rất tỉnh táo Mắt có thần Da dẻ hồng hào Chỉ có điều do nhiều ngày nằm viện không ăn gì Nên gầy thôi Đến lúc này khi bố tôi tỉnh hẳn Mẹ tôi mới khóc Những giọt nước mắt của hạnh phúc chúng tôi ai nấy đều vui mừng khôn xiết cùng hướng lên chư phật với lòng biết ơn sâu sắc cảm tạ người đã soi lối cho chúng con một con đường thoát khỏi khổ đau cho đời nay cũng như muôn đời sau cô gái sám hối suốt ba ngày từ mồng 7 đến mồng 9 tháng 10 năm 2007, nghìn là thời gian tôi gặp gỡ giao lưu cùng chưa độc giả hâm mộ sách báo ứng hiện đời tại dưỡng sinh đường thẩm quyến trong số họ có một bà mẹ ở hương cảng chưa đến 50 tuổi bà hướng tôi khóc kể là con gái mình đột nhiên bị bệnh tục huyết áp không thể đi lại hết nói năng chữa trị hơn 2 năm rồi mà không có kết quả bà cầu xin tôi hãy giúp cho đứa con gái thiện lương tốt tính hiền ngoan của bà còn khoe là mẹ con bà đã thọ qua bồ tát giới nhưng chẳng hiểu gì sao hàng ngày dù bà có tụng kinh địa tạng cầu phật che chở cho nhưng không thấy ứng nghiệm tôi bảo ái nữ bà không có tốt nhiều lời bà ca ngợi đâu vì cô ta tuy đã thọ giới nhưng lại không giữ giới chẳng chịu bỏ mặn ăn chay cũng chẳng dứt ác hành thiện đã vậy cô ta còn ưa ăn mặc hở hang khoe thần quá mức lúc đến chùa cũng không biết giữ thanh quy hành xử quá bất kính với tam bảo nếu như cô biết sám hối sửa lỗi thì mỗi ngày nên tụng một bộ kinh địa tạng chịu kiên trì tu sửa ắt sẽ có biến chuyển tốt nhưng lưu ý sau này hồi phục rồi tuyệt đối không được phạm giới nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục bà mẹ liền giải thích còn mình hiện thời do mang bệnh nên phát ngôn rất khó khăn đã không thể nói ra tiếng thì làm sao mà tụng kinh cho được tôi bảo tôi thừa biết là con bà bây giờ chỉ có thể phát âm như tiếng mũi kêu do de nhưng mỗi ngày vẫn có thể ráng đọc vài từ xin hãy chuyển lời tôi cho con gái bà nghe rồi tùy cô ta quyết định vào ngày giao lưu cuối cùng bà mẹ tìm tới vui mừng khoe với mọi người con gái tôi không những chịu sám hối tội nghiệp mà còn tụng một hơi đến xong bộ kinh địa tạng. Nó xúc động khóc ròng và viết thư sám hối nhờ tôi mang tới đây. Thầy nó đọc ra giùm để bày tỏ lòng chân thành sám hối và niềm tri ân xúc động tột cùng. Bút giả xin ghi nguyên văn như sau. Dương cư sĩ kính mến Từ lúc xem qua sách báo ứng hiện đời rồi mẹ và con luôn ước ao Mong có một ngày được gặp Hòa Thượng Diệu Pháp Hai hôm trước Cuối cùng mẹ con cũng thỏa nguyện Vì đã may mắn được gặp Dương Cư Sĩ Nghe ngài khai thị Dạng lần tri ân Hôm nay con xin mẹ làm giúp cho con một việc là Thầy con đọc lời sám hối phát lộ trong thư ra Hai năm trước Con mắc một trận bệnh nặng Thực chẳng cam lòng tiếp nhận bệnh đó Nhận đến giây phút này đây Con đã phản tỉnh và nhận ra mình đã phạm rất nhiều lỗi từ bé ai cũng cho là con rất ngoan tính nết đầm thắm trầm tĩnh bề ngoài thấy là vậy nhưng trong lòng con quả thực chất chứa đầy tham sân si bụng dạ hẹp hòi thù dai nhớ dai đối với cha mẹ thầy cô con rất bất hiếu bất kính còn lớn lên một chút thì có tính cống cao ngã mạng hám danh tham lợi sâu nặng ưa ừ, quyến rũ nhãn quan người khác phái nên thích trang điểm ăn mặc hở hang tuy đã có bạn trai rồi nhưng vẫn còn đùa dẫn lả lơi với các nam nhân khác thậm chí còn dối lừa một bạn trai vô cùng thương yêu con hòng lợi dụng hưởng thụ vật chất của anh con ý mình đẹp nên rất thích đùa tình ưa làm khổ người lấy đó làm chiến công thầm tự hào và hãnh diện về sức thu hút của mình giờ con đã biết lỗi rồi có lần con đi tham quan một ngôi chùa ở Đài Loan Còn dẫn bạn trai theo Ở tại chúng nhà Lam Thanh Tịnh Lại cùng bạn trai bá cổ choàng dai thân mật Tay nắm chân khều Không hề nghĩ làm vậy là bất kính đối với Phật, Bồ Tát Con biết lỗi rồi Thậm chí đối với người xuất gia Có lúc con vẫn ngầm muốn quyến rũ ánh nhìn của họ Mày giờ nghĩ lại Con cảm thấy mình thật giống ma nữ Con quá có tội ngày này con thành tâm hướng chư Phật Bồ Tát sám hối. để tử nguyện, từ nay sửa lỗi đổi mới, xin tu chỉnh bản thân nghiêm nhặt. Ngoài ra, còn tùy tiện thọ giới Bồ Tát, nhưng lại xem thường không gìn giữ, thành ra phạm giới. Còn vừa đi học vừa đi làm, cốt để lấy danh. Còn vào nhà hàng gần trường xin làm, nhận bán đồ mặn để kiếm thêm thu nhập lương cao ngoài giờ. Nhưng đây chẳng phải chánh nghiệp, mà là tà nghiệp hoàn toàn trái ngược tinh thần Bồ Tát giới. Hơn nữa sau khi công phát bệnh rồi, lại đi tẩm bổ thân thể bằng cách phá giới, ăn thật nhiều thịt chúng sinh. Còn cũng xin sám hối tội, ngày nhỏ đã bắt rất nhiều nòng nọc cho gà ăn, và bản thân thì ăn vô số chén ốc đồng, hãy ra biển thì bắt tôm, cua, ốc, vân dân. Sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, vẫn tiếp tục hại loài vật mất mạng Giờ con xin trình báo với dương giáo sư Sau khi được ngài từ bi khai thị Và bảo mẹ con chuyển lời ngài khuyên dạy đến con Thì con đã quyết tâm cải hối Và vô cùng kinh ngạc vui mừng Khi thấy suốt ngày hôm nay Mình đã có thể tụng bộ kinh địa tạng ra tiếng Con thật cảm ơn chư Phật, Bồ Tát Nguyện sẽ tiếp tục tụng Thực hành đúng theo những gì ngài đã từ bi chỉ dạy Tất cả tội lỗi Đệ tử xin chân thành phát lộ sám hối tại đây cũng xin hướng về những chúng sinh bị con giết từ vô thủy đến nay thành tâm sám hối kể từ hôm nay trở đi con nguyện đoạn tất cả ác tu tất cả thiện hy vọng mọi người hãy lấy con làm gương răng về tỉnh giác xin ngài và mọi người tiếp nhận lời sám hối của con ngày mồng tám tháng mười năm hai nghìn lẻ bảy đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng hòa thượng nhiều pháp thịnh giáo. Bà bị bệnh tim từ 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó, nhờ người giới thiệu, kể là Sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tình theo không ăn thịt sát sinh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến tim khỏe lại. Thế là bà dội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà. Đạo hữu không có ăn chay hả? Thưa con ăn chay. Bà khẳng định. Tôi vẫn cảm thấy bà đang ăn cá, tôm cua. Nhất là ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tìm ít ăn. Và còn ca ngợi, quảng cáo tìm ít. Nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt, hỏi. Ôi, sư phụ, cá tôm cua mà cũng tính là thịt sao? Còn vẫn nghĩ là mình đang ăn chay đó. Sư phụ nói. Cá tôm cua, nếu không phải thịt, thì bà cho là gì? Là rau cải ư? đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành hè tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ dân, thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loài động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới sát giúp hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhau nhẹ lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì buôn bán rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội Giống như tự mình không hút thuốc Nhưng lại bán cho người hút Thì lỗi cũng đồng vậy Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn Nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối Sư phụ Con đã hiểu rõ Từ nay về sau không những tự mình ăn chay Mà quyết sẽ chẳng suối người đi ăn đồ mặn nữa Tôi ngồi bên cạnh sư phụ và bà Hồ nói Không nhịn được Bèn góp lời Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn chăng Bà ngẩn người một chút Rồi sau đó hiểu ý tôi Rồi hào hứng phát biểu Ôi chào, thật thư thái lắm ạ à. Đã rất lâu tôi chưa có được cảm giác Nhẹ khỏe như thế này Người tinh thờ Phật Ăn chay Không những chỉ để trị lành bệnh Mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ Đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh Phải nên xem các bộ Bát Nhã Tâm Kinh Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàng Và Kinh Lương Hoàng Xám còn có kinh lăng nghiêm nữa đây là bộ kinh giúp khai mở trí tuệ phân rõ 50 loại ma ngũ ấm có thể nhờ xem kinh mà nương theo đó các vị tự xét hành vi mình có phù hợp chánh pháp hay không cho nên nói gì chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ diễm tuyết lần đầu tôi gặp diễm tuyết trong pháp hội thủy lục tổ chức tại chùa lúc đó cô đứng sau lưng tôi do người đông tôi bị chen lấn xô va vào diễm tuyết sau đó khi biết cô có thai đã mấy tháng tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ xong buổi lễ diễm tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình Diễm Tuyết nói rằng Mình 28 tuổi Kết hôn đã 2 năm Hồi mới cưới Anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ lăn xăng chăm sóc đủ điều Khiến Diễm Tuyết vô cùng vui sướng Dệt đầy mộng đẹp Về tương lai Nhưng tiếc thay Hạnh phúc thường không kéo dài Chẳng bao lâu Mái ấm êm đềm đầy đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là Diệp tiểu thư phá vỡ. Mới đầu anh Trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại, dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô Diệp Diễm Tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra. Nhưng sau đó thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài, đêm cũng không về ngủ, lòng Diễm Tuyết rất bất an. Nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không rảnh để quan tâm đến mình. Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có tai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và tiểu thư dịp. Bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ. Sự thật còn phủ phàng hơn khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ dịp đó. Còn nói... Là họ đã sống chung với nhau Đối diện với sự phản bội của chồng Diễm Tuyết cực kỳ thất vọng Tim như bị xé nát Phẫn độ đến tận cùng Thế là cuộc gây cãi nổ ra Nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn Diễm Tuyết thống khổ trăm chiều Muốn tâm được an ổn giải thoát Cô bèn tìm đến Phật Pháp Và siêng đang tham dự các lễ hội trong chùa Cô hy vọng nhờ vật lực gia trì giúp cô vơi bớt niềm đau nhìn diễm tuyết thân đang mang thai nghẹn ngào kể lễ khóc không thành tiếng trong lòng tôi đầy thương xót cảm thông tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô không ngừng vỗ về an ủi thật ra nguyên nhân thống khổ này bắt nguồn từ câu chuyện kiếp trước do chính cô tạo ra vào niên đại năm 1930, trong giới quý tộc giàu sang ưa ăn chơi tại Thượng Hải, có một nhà kinh doanh trẻ tuổi họ Kỳ rất nổi tiếng. Trong một buổi dạ yến, anh Kỳ quen cô vợ của một đại gia họ Trần, hiền thục, quý phái. Tuy Kỳ đã có vợ con đùm đề, nhưng nét mỹ miều của Trần Phu nhân đã khiến cho trái tim anh rung động đắm say. Thế là, Họ kỳ nghĩ cách phải chinh phục giai nhân cho bằng được. Do vậy, mà cứ năm ba hôm, anh lại đến Trần Gia, biếu tặng nhiều trang sức đắt giá. Cuối cùng, Trần phu nhân trẻ tuổi cũng bị cưa đổ và ngã vào vòng tay họ kỳ. Khi ông Trần hay được chuyện này, đất trời như sụp dưới chân, vì danh dự gia tộc, nên ông ráng nén giận, dẫn dịnh, nuốt hết cay đắng vào lòng kể từ đó trở đi Ông Trần chỉ biết mượn rượu giải sầu Suốt ngày say sưa, Tự cam đọa lạc Vì vậy mà gia nghiệp mau chóng rùi tàn lụn bại Phận anh Kỳ và bà Trần Do tính khí không hợp Nên thường xuyên bớt hòa Cuối cùng họ cũng chia tay Cả hai gia đình đều lâm vào cảnh Thê ly tử tán Kết thúc trong bi thảm an kỳ hào hoa bay bướm chiếp xưa giờ chính là diễn tuyết còn trần phu nhân chuyển sinh thành anh trương chồng diễn tuyết thì giờ riêng trần tiên sinh người chồng đau khổ bị phụ tình nay chính là cô dịp giờ đang xuất hiện trong vai người thứ ba xen vào phá tan mái ấm của diễn tuyết đã lại nỗi đau bị đoạt người phối ngẫu trong kiếp xa xưa lại cho địch thủ đời này mối quan hệ vận hành theo luật nhân quả trả vay đã khiến ba người gặp lại nhau khác chăng là giới tính đã thay đổi nhưng do những ác nghiệp đã tạo thuở xa xưa mà người trong cuộc phải nếm lại mùi vị thống khổ từ bi kịch hôn nhân này tôi bảo diễm tuyết bạn đừng nên khởi tâm hận quán chồng nữa bởi trong quá khứ bạn từng đoạt vợ người nên kiếp này mới nếm cạnh phụ phàng bị người giật lại đã bước vào đường học phật thì phải tin sâu vào nhân quả. Bạn nên sám hối tội nghiệp đã tạo kiếp trước của mình. Hãy tụng 49 bộ, kinh địa tạng, hồi hướng cho chồng và cô dịp để chuộc lỗi xa xưa. Nếu bạn chịu thành tâm sám hối, tụng kinh, ăn chay, phóng sinh, thì tương lai đời bạn sẽ hạnh phúc. Diễm Tuyết mắt đầy lệ, mỉm cười, gật gật đầu. Sau này, khi gặp lại Diễm Tuyết, tôi giận không ra vì trong cô trẻ đi rất nhiều, mặt bày hồng hào, cười rạng rỡ. Rất dễ dàng nhận thấy cô đã đạt được giải thoát an vui nhờ vào Pháp Phật.